dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ em thường xuất hiện khi trẻ mới sinh ra và làm thay đổi hình dạng hoặc là chức năng của một hoặc nhiều bộ phận trong hệ cơ quan này. Và đáng nói là dị tật bẩm sinh đường tiết niệu ở trẻ là tương đối phổ biến. Nếu như không được can thiệp sớm thì có thể gây ra nhiễm khuẩn đường tiết niệu, suy và mất chức năng thận. Tuy nhiên thì có nhiều dị tật không dễ phát hiện do triệu chứng không đặc thù. Vì thế đã có không ít gia đình cho con nhập viện ở giai đoạn khá muộn, gây khó khăn cho quá trình điều trị cũng như sự phục hồi của trẻ. Và để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Sau khi sinh bé trai thứ hai, ông bố này mới nhận thấy sự bất thường ở bộ phận sinh dục của cậu con cả, năm nay 3 tuổi. Vì thế gia đình vội thu xếp công việc từ Sơn La xuống Hà Nội cho con thăm khám. Các bác sĩ cho biết cháu bị ẩn tinh hoàn ống bẹn hai bên và chỉ định phải phẫu thuật. Tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, những trường hợp này thường được phẫu thuật trước 8 tháng tuổi. Trường hợp của bé trai này là phát hiện khá muộn. Thông thường những ca ẩn tinh hoàn này thì chúng tôi sẽ mổ vào khoảng 8 tháng, bởi vì là cái vị trí của tinh hoàn nó không đúng ở vị trí ở bìu ấy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chức năng của tinh hoàn, các cái tế bào mà sinh tinh của tinh hoàn. Chính vì thế người ta nói rằng là nếu mà sau 2 tuổi bệnh nhân không được phẫu thuật ấy, thì cái chất lượng của tinh hoàn nó sẽ bị giảm đi theo thứ tuổi. Thì chính vì thế mà chúng tôi đã để tuổi mổ của tinh hoàn nó rơi vào khoảng độ 8 tháng vừa chúng tôi đã mổ rồi. Vì sau đẻ xong thì có thể là trong tháng đầu ấy, thì tinh hoàn nó có thể chưa cố định ở bìu. Thế nhưng mà sau một tháng thì nó sẽ cố định, và sau khi 6 tháng nếu tinh hoàn chưa cố định ở bìu thì sẽ coi là một cái ẩn tinh hoàn và cần phải can thiệp phẫu thuật. Trung bình mỗi năm khoa khám bệnh nhi và trẻ sơ sinh, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức khám cho khoảng 10.000 trẻ và thực hiện mổ 2.000 ca, trong đó nhiều trường hợp mắc bệnh lý phức tạp. Theo các bác sĩ, nhiều dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ như tim mạch, thần kinh hay chi có thể được phát hiện từ khi trước sinh và can thiệp ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ nếu không có biểu hiện ra bên ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ. Và nó sẽ diễn biến từ từ và dần dần nó sẽ dẫn đến là mất chức năng của cơ quan tiết niệu. Ví dụ như là những cái thận ứ nước chẳng hạn, thì khi đẻ ra các cháu vẫn có biểu hiện gì, vẫn đi tiểu bình thường. Chỉ thỉnh thoảng có những đợt sốt thì cứ nghĩ là sốt vì đường hô hấp chứ không nghĩ đến là sốt vì nhiễm trùng tiết niệu. Thế và sau đó thì tình cờ đi siêu âm thì mới phát hiện ra là ở chúng tôi thì đa phần các bệnh nhân có các cái dị tật về tiết niệu, về tiêu hóa thì các cháu đều được hiện từ trước sinh. Chính vì thế mà chúng tôi phẫu thuật rất sớm, và cái phẫu thuật sớm như vậy thì chức năng thận nó không bị suy giảm nhiều. Như vậy là chúng ta sẽ cứu được cái thận đó. Để giúp người dân biết cách phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý thường gặp ở trẻ, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình khám phát hiện sớm và điều trị các dị tật bẩm sinh ở trẻ vào ngày 27 tháng 5 tới đây. Phụ huynh có thể liên hệ qua tổng đài 1900 1902 để đăng ký khám. Trẻ sẽ được các bác sĩ khám, tư vấn, chụp X-quang và siêu âm miễn phí, phát hiện các bệnh lý thường gặp như các khối u, các dị tật sinh dục, bệnh lý thận tiết niệu, bệnh lý tiêu hóa, các dị tật tay, chân, lồng ngực, v.v.